Yamaha AX900. Anh em sẽ thấy là một cái cấu hình rất là khủng nha anh em. Biến thế nguồn cực to, biến thế nguồn hình vuông. Chiều ngang của nó là 130mm nha. Vuông 130mm. Và hai cái tổ lực nguồn cực khủng của Yamaha. Dung lượng của nó lên tới là 22.000 microfarad một tụ nha. Và ở đây em đã có sẵn một lon bia nha. Và một cái tụ to bằng một lon bia luôn. Xài rất là to khủng. Luôn cả chiều ngang của biến áp nguồn. Và cái tụ là 200mm. Rất là to. Và nó sẽ đánh là 8 sò. 8 sò sang ken. Loại to bằng ngón tay cái nha. Ruột gan rất là sạch sẽ nha nè. Đây là một chiếc AMD có cái cấu hình rất là khủng. Ruột gan sạch sẽ hết nha. Tụ Nichi Công cao cấp 22.000 microfarad. Size to cũng như em. Đường kính to bằng lon bia luôn.